Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình. Trong cái bản tin buổi sáng hôm nay, mình có dịp trò chuyện với một chú khán giả, một chú cũng đang theo dõi cái câu chuyện drama của chị Hồng Loan khá lâu rồi, và mới đây nhất chú còn có theo dõi trên trang cá nhân của bên phía bên kia. Đó đó là nhân vật, đó là cô cháu gái đấy. Cô cháu gái có kèm một cái tấm hình khá là vui, tấm hình ôm chú Bảy, ôm chú Bảy khá là thân thiết ha. Nở một nụ cười rất là tươi, rồi nụ cười rất là tươi, và chị biết cái này đó, HB coi chú Bảy sẽ yêu thương chú Bảy hơn cả ruột thịt, không cần bùm bùm báo hiếu. Bùm bùm ở đây tức là con gái của ông Bảy đó. Và rất nhiều cô chú bác khán giả, người ta thả những cái mặt cười, rồi có người cũng thả những cái icon là giận dữ, người ta nói là toàn những chuyện xàm xí không. Không biết bên phía bên kia họ đang làm thêm một cái trò gì đây, đang diễn thêm một cái trò như đây. Sau khi mà thấy Hồng Loan có một cái show khá là thành công tại Trống Đồng rồi, trước trong cái video trước thì giờ chú và cháu cũng đã phân tích về câu chuyện của ông Bảy. Ông nói là ổng chỉ cần một ngày ba bữa cơm thôi, bây giờ không sân si, không phải muốn nhà lầu xe hơi nữa, bây giờ ổng giống như là đường cùng rồi chú. Chú thấy cái bài đăng của bên phía cô cháu gái thì chú có nhận định phân tích gì không chú? Dạ, trước tiên tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng. Thì thật lòng ra mà nói á, tôi cũng thật sự là buồn cười cho họ. Là tại sao bây giờ thấy người ta có những cái sự thành công thì theo đáng lẽ chúng ta phải sắn tay làm ngay những cái chuyện gì đó nó phải có nhân văn và nó phải có đạo lý và nó phải có đạo đức thì chúng ta mới thành công, chứ còn những vấn đề đó là nói dối sự thật không. Cũng mới hôm nào người anh ấy cũng lại đó mượn là cô cháu gái là 20 triệu cô cháu gái bỏ lên lầu. Đó đó là cái tình thương gì bà con, mà giữa cái đời thường này 20 triệu thì nói lớn thì nó cũng không lớn, mà nói nhỏ thì nó cũng cũng nhỏ thật. Nhưng mà tại sao lại có cái động thái như vậy, rồi bây giờ là cái sự thành công của là con anh Năm rồi bắt đầu là lại có cái ý kiến là bây giờ là không cần máu mủ ruột rà gì, không cần gì bùm bùm. Đó là những rõ ràng đó, bà con thấy không? Đó trong cái ý tưởng á, nói phép như vậy á, nó cũng vô đạo đức nữa. Câu nói đó là gì? Không cần người con ruột của người ta, đó là phải chia cắt cái tình phụ tử, cái tình mà thiêng liêng cao cả nhất của con người hay không bà con? Có cái tình nào bằng cái tình mà cha con, tình phụ tử không? Mà ngay cả thiên bà mẹ thiên nhiên Việt Nam chúng ta cũng có là những cái tượng đá gọi là hòn phụ tử đó bà con. Đó, nó in sâu vào lòng người, nó in sâu vào con người Việt Nam chúng ta, cái tình phụ tử đó qua nghìn năm, và nghìn năm là gần như là mẹ thiên nhiên cũng đã chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà tại sao họ nói là không cần? Họ cần gì? Và cái sự giả dối khi là được biết anh ấy là ảnh là chuyển nhà, ảnh tới ảnh là mượn vay gì đó, nhưng mà cô này là bỏ tuốt đi như vậy, rồi bây giờ nó là không cần này không cần nọ. Nhưng mà ở đây tôi nói khẳng định đó là tôi gửi riêng về người ấy thôi. Người ấy nhìn mẹ của mình đi, nhìn cha của mình đi, có đúng đắn hay không? Chỉ bản thân đời thường thì lợi dụng người mẹ mình là một con cờ để là đi là thực hiện cái kế hoạch tham lam đầy túi tham của mình thôi. Rồi người cha nhìn con thì là người cháu gái này như thế nào, đó là chối bỏ và phủi luôn trước mặt đó là vạn người ở trên cộng đồng mạng, và qua cái hình ảnh ở đám tang mà người cha lại là nhìn con đó đó đó, cái sự trái khuấy của họ vẫn còn đó, vẫn là bị cộng đồng mạng chúng ta là lên án những hình ảnh người con chối bỏ cha, rồi bây giờ họ lại tiếp tục không biết quay đầu là bờ và vẫn dẫm dẫm sâu vào cái con đường trái khuấy như vậy. Trời ơi, thì thật sự ra mà nói á, không còn gì cái lời miêu tả của một cái người là trẻ tuổi đó. Tại sao là họ vì tiền, vì lợi nhuận, vì bất chấp người cậu mình là họ ngoại rồi, ở ngoài rồi, họ ngoài rồi, mà mình lại nói là gì, thương còn hơn là người cha ruột thương con là không bằng thương người cháu. Mà cũng chính họ đó, những lời lẽ đó đi trái với cộng đồng và truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta, nên đó là họ
hình như là tôi nghĩ là cái đời của người này, của họ, của bên họ là chỉ là gì, chỉ đó là làm cho là xấu đi cộng đồng và làm xấu đi cái nhân văn của xã hội Việt Nam, mà họ đã từng là đem lời ca tiếng hát, đem những cái văn hóa tinh hoa nhất của người Việt Nam để truyền bá trên cái cộng đồng mạng này. Rồi bây giờ đời thường họ là vậy, tâm tính họ là vậy, quá, phải nói là quá vô đạo đức. Tình nào bằng tình phụ tử bà con, tình nào bằng tình mẫu tử, còn ngày này tình mẫu tử thì được đem ra là một như một con vật bới xới vào cho đầy túi tham của mình. Tình phụ tử là do vấn đề là người cha cũng kỹ tính đó, là không bán tài sản gì đó rồi hất hủi người cha. Rồi đến bây giờ cái gia đình người ta ai cũng vậy, tôi và mọi người trong cộng đồng mạng nói ra chúng ta giận họ, giận anh ấy, nhưng chúng ta cũng cầu mong có một ngày nào đó bé Bùm Bùm nó cũng sẽ là quay về để nó báo hiếu, để gọi là tròn cái chữ hiếu làm con. Đây là những, đó là nhân văn, đó là cái mong mỏi của con người chúng ta Việt Nam là vậy, làm sao gắn kết lại cha thương con thương cha. Còn đằng này cái chị này tại sao đi trái ngược lại vấn đề đạo lý mà họ lại là lan tỏa trên cộng đồng một cách vô tư, rồi cái vẻ là cười, cái sự cười đó là gì, cái cười đó là một cái hành vi mà tôi thấy là thiếu đạo đức, cười cho cái sự đó là cái tình chia lìa của cha con người ta đó. Chính có phải chăng chính họ là một động cơ để là cắt đứt đi cái tình là cha con của mà người anh ấy hay không? Đó là những cái vấn đề mà tôi thấy là tôi không thể nào mà tôi không ý kiến liền được bà con, vì là người Việt Nam chúng ta là vậy đó. Thứ nhất là tôn trọng cái tình phụ tử, tình mẫu tử, rồi bắt đầu là tình má bà con là máu mủ ruột rà trong họ, rồi họ ngoại, con đang nay ngược lại thì chúng ta thấy rõ ràng không, cha của họ họ cũng không coi ra gì, mẹ của họ thì họ cũng chẳng coi ra gì, tất cả là dưới bàn tay của họ chỉ là một cái gì, là một cái điều kiện để họ thực hiện cái đồ gian tham gian dối vô đạo đức của mình. Thật sự là cay đắng cho một kiếp người và cay đắng cho những người đã từng là trong cái ngành nghệ thuật văn hóa Việt Nam. Thật sự là đến bây giờ chúng ta thử làm một cái phép so sánh đi bà con, Hồng Loan thì sao ư, rồi chỉ này thì sao ư? Rõ ràng chúng ta thấy là một bên trắng và một bên đen. Thật sự là một cái vấn đề là đáng buồn. Buồn gì? Đó đây là tôi buồn cho là người anh năm nằm xuống cũng mong mỏi là con cháu gia đình mình sống cho có cái nhân văn và đi theo con đường nghệ thuật. Còn đằng này tại sao bây giờ là sự đầu tư cũng là dày công của anh em đầu tư cho người cháu gái đó, đến bây giờ họ đi ngược lại hoàn toàn. Như vậy đó là họ có xứng để gọi là con yêu cậu Năm rồi, con yêu gì cả tùm lắm mọi cậu Năm đó, nhưng mà có xứng đáng không bà con? Đó là cái chuyện xảo trá. Và bây giờ theo năm tháng thì họ ngày càng bộc lộ ra những cái chuyện trái khuấy đi ngược là dưới dòng xã hội với là luân lý xã hội. Và mời anh có ý kiến à? Dạ con cũng hoàn toàn đồng ý ý kiến của chú về câu chuyện mà người ta gọi là cháu gái này là cháu gái khác họ nha, không thể mà. Và khi mà xem những cái hình ảnh đó thì con thấy rất là mắc cười luôn, nó rất là nực cười đó. Thì và con cũng đồng ý chú ở một ý kiến, tức là trước đây khi mà cô cháu gái mà đi theo chú Năm để mà chú Năm dẫn dắt vào nghề đấy, thì rõ ràng nói về cái tư cách đạo đức, tư cách của một người nghệ sĩ thì rõ ràng cô cháu gái này hoàn toàn không đủ tư cách ha. Từ những cái việc làm, những cái hành động của mình đó thì hoàn toàn không xứng đáng là cháu gái của ông Hoàng. Khác hoàn toàn số Hồng Loan, một người rất là khiêm nhường đó. Bây giờ là coi như là chị Hồng Loan như là một nghệ sĩ nổi tiếng này, tại vì bây giờ đi đâu cũng được săn đón, và trong những cái lời lẽ của chị thì lúc nào cũng nói là con xin cảm ơn đại gia đình của con, rồi ba của con, những cái lời lẽ rất là gần gũi, chân chất và rất là thật mộc mạc. Trong khi đó thì cô cháu gái là những cái việc làm của cô thì cộng đồng mạng ta biết quá nhiều rồi, rõ ràng là không xứng đáng một cái danh, một cái mác là cháu gái của ông Hoàng đó. Bây giờ là làm theo một cái trò gọi là chú nói cũng rất là đúng đó, chẳng khác nào nó nói là yêu thương chú Bảy hơn cả ruột thịt, là chẳng khác nào muốn chia rẽ tình cha con của họ hay sao. Nhưng mà con nghĩ nếu mà về sau về già mà ông Bảy có già yếu thì
thì bùm bùm, nếu mà tròn tròn đạo nghĩa thì cũng phải qua lo cho ba của mình, còn những cái chuyện kia thì mình không biết. Nhưng mà có nghĩ là đó là suy nghĩ của mình thôi, tại vì bùm bùm thì sống tính cách cũng như là cái nhân cách của mình nó rất giống Dùng Loa, nên báo hiếu cho cha cũng là một điều đương nhiên thôi, không không có gì là quá đáng. Còn cái câu chuyện mà nói về cô cháu gái mà cô đăng một cái hình như vậy lên, cô nói là yêu thương chú Bảy hơn cả ruột thịt, mà trước đó là chú biết khi mà chú Năm còn sống là họ hoàn toàn là nhìn chú Bảy ở một cánh mắt khác đó. Thế bây giờ là giống như là bị cô lập rồi, bây giờ đâu có còn ai mà là chào đón đâu, đi đâu thì cũng phải trốn chui trốn nhủi, rồi như khi đi ăn đi uống rồi người ta cũng không bán cho mình nữa. Bây giờ đi show thì ai mà bút nữa, bây giờ là giống như là vào đường cùng, bây giờ là lên làm ba cái trò như vậy. Rất nhiều cô chú bác chị ta nói là những cái trò xàm xí, không thể mà được cười cái chuyện mà cháu gái khác họ mà đi thương cậu của mình. Ông Bảy giờ ông đâu còn cái gì đâu. Xin mời chú ạ. Để tiếp lời của anh trong cái vấn đề nóng này á, là ôm á, là ông A ôm anh ấy rồi là thương như còn hơn ruột thịt, có phải là dối lòng ông hay là có mục đích? Vì chúng ta cũng đã biết anh Năm là cũng là than bệnh đau, cũng có thể là những ngày này là cuối đời của, xin lỗi, anh Bảy cũng đã từng lên cộng đồng mạng là than đau than bệnh gì nặng lắm. Có phải đây là thực tế là anh Bảy anh ấy gần là những ngày cuối đời hay không, để rồi ôm đó rồi để là làm xô bầu đám ma không ạ? Cũng có thể nghi vấn như vậy chứ ạ. Đây là cũng có thể là cái điểm đó, là điềm báo là có thể là anh ấy là chuẩn bị qua đời, nên là cũng đã từng con thương cậu gì thương quá trời thương đó ha, rồi làm bầu đó ha. Đó là cái vấn đề chúng ta còn nghi vấn. Nhưng mà ở đây cái lời nói nó quá giả dối. Theo đáng lẽ là người con gái phải ôm người cha ruột của mình, trong cái đó người cha ruột mình cũng lên cộng đồng một thời than van là cũng có của rồi, cũng đơn thương và đang đơn thân rồi á, là cũng mong chờ cái sự là nhìn nhận của người con. Nhưng mà tại sao cái loại người này thì tôi nghĩ rằng là họ là nóng vội phải ăn ngay cho rồi, còn thật lòng ra thì cha ruột của họ cũng đã từng nói mà tài sản vay 30 tỷ, thì tại sao không á là ôm á người cha ruột của mình, nó chính thống hơn, nó chánh đạo hơn, nó đúng luân thường đạo lý hơn, để rồi là người cha qua đời thì mình cũng gặm nhấm cái tài sản đó. Nhưng mà tại sao họ nóng như vậy? Đúng là rõ ràng cái loại người á là ăn trước rồi quên sau, vội ăn rồi vội nói, không hiểu gì được cái giá trị nhân văn của cái người Việt Nam chúng ta. Đó là cái điều mà tôi thấy là không thể nào mà không phê phán được, và cũng không thể nào mà không bức xúc được. Có cái xã hội này có bao giờ kỳ vậy không bà con? Đi thương ông cậu Năm rồi thương cái ông anh này, để rồi rồi là phòng với mục đích ăn liền ngắn ngay trong vài ngày, tiền về là tiền tỷ này tỷ gì đấy. Đó là cái hành động đó, tôi thấy rằng là nó có ý tưởng như vậy thôi, chứ còn không thể nào nói là về cái nhân văn hay về cái đạo đức gì hay về cái ý tứ gì đấy. Thì cũng nhắc lại với anh cái đời thường, trước lúc mà Hồng Loan mà đi diễn đó, thì đâu đó là người cháu này cũng a b c với ông cậu của mình, ôi lão. Nhưng mà bây giờ là những sớ nào? Thì tôi đây là có thể là điềm báo là những ngày là sắp cuối đời của anh ấy, nên bây giờ là phải tổ chức thương từ từ đi, rồi tới lúc đó là ảnh vừa nằm xuống rồi là ra tay nữa. Thì họ đã ra tay như vậy thì quá lợi nhuận, quá lời. Thì bây giờ không lý gì mà anh ấy nằm xuống mà người này mà người con gái này mà không là tổ chức làm bầu đám ma. Và tôi cũng có cái vài lời góp ý cùng cộng đồng mạng để chúng ta có nhiều cái suy gẫm. Theo đáng lẽ tôi cũng là bậc cha mẹ người ấy, từ thật sự ra mà nói có hơn tuổi luôn, nhưng mà tôi nói là con gái ơi, con hãy về ôm cha của con đang mong chờ con, để rồi gắn kết cái tình cha con lại là cái tình thiêng liêng cao cả nhất, chứ không thể nào là ôm cái người cậu ngoại họ này, ngoài họ này, rồi để cha mình vui tuổi một mình. Thì thật sự là cái sự hiếu thảo của con không có con gái ạ, là cuộc đời con sẽ là vứt đi. Và tôi cũng xin hết và xin chào ạ. Dạ, cảm ơn ý kiến của chú rất là nhiều ha. Xin hẹn gặp lại chú các video tiếp theo chú ạ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, chào ạ.